Sau một năm học tập, những sân chơi nghệ thuật như thế này rất phù hợp và bổ ích cho các bé được thoải mái trong dịp hè. Ở đây chúng tôi hướng đến những sân chơi nghệ thuật lành mạnh và đặc biệt là tạo cho các em nhỏ có một môi trường để các em có thể rèn luyện về khả năng cũng như tài năng của mình. Thì trong vòng một năm hoạt động, Ngôi Sao Hướng Dương Group đã tổ chức chương trình, trong đó có rất nhiều chương trình thiện nguyện tại tất cả các nhà hát. Và các thành viên khi gia nhập vào Ngôi Sao Hướng Dương sẽ cùng theo một thông điệp, đó là mang đến những điều tốt đẹp và sự nhân ái đến với tất cả những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội, và mang lời ca, tiếng hát cũng như những niềm đam mê nghệ thuật của mình để thắp sáng những mảnh đời và giúp cho những tài năng nhí trên khắp mọi miền đất nước được tỏa sáng. Ngôi Sao Hướng Dương Group được thành lập bởi thần đồng Nguyễn Như Khôi và nhà thơ Phạm Thị Ngọc Thanh. Chỉ mới một năm tuổi, nhưng Ngôi Sao Hướng Dương đã tổ chức liên tiếp 3 cuộc thi hoành tráng, tầm cỡ quốc gia và tạo sân khấu biểu diễn cho các câu lạc bộ nghệ thuật trên toàn quốc.